Đâu rồi, để em chỉnh thông cái nha, em dứt nha mọi người. Rót hả? Trời đất ơi, dữ vậy sao? Tôi sống đạp mây nha. Yeah. Bài này được không? Mọi người, bài này ok, mọi người bấm giùm em ok. Đi về đâu đôi bàn chân. Theo yêu cầu cho nên là biết mọi người có thích không. Cảm ơn chị Yumi, Yumi, Yumi. Ngày dễ mời chào anh Hoàng Lương. Hello anh tôi, chào mọi người mới vào xem live à. Sao tụt view quá ta? Thấy chưa mọi người, thấy em nói chuyện lên view tự nhiên hát cái tục rút một rút cuộc không biết là idol hát hay idol xà lơ nữa. Bài chị vừa hát là bài Lướt Sóng Đạp Mây tình yêu. Lướt Sóng Đạp Mây. Ui công nhận luôn á. Mọi người thức khuya quá ha. Mọi người thức khuya thiệt luôn á. Họ đi phút sẽ đến đi. Chào mấy mấy tình yêu nha. Chào mở nè. Mấy bạn trẻ, mấy bạn nhỏ nhỏ nè. Hôm nay có mấy bạn trẻ trẻ nữa ta. Xưa giờ nhạc của Phương toàn mấy anh chị lớn lớn tầm 18, 19 tuổi nghe không à. Hôm nay có mấy bé học sinh nữa nè. Nhạc của Phương ngày xưa là xưa giờ là toàn mấy cô chú mà tầm 18, 19 á, 20 rồi đó. Cỡ quá lố là 22. Già đó mà già. Đó anh Hùng 18. Từ đó em mới nói nhà mình toàn 18, 19 không. Nên em thấy có mấy bé học sinh không lo ngày mai dậy sớm đi học hay sao mà giờ còn có live stream hả? Cắt đôi nỗi sầu. 11 giờ hả? Cháu 16. Mười bẻ. Trời mấy ông anh tôi rồi. Ok. Mọi người thấy view của Phương hôm nay đẹp không? View mưa nhìn mát mẻ ha. Trời đang nóng. Trời thì đang nắng nóng. Bố cháu bảo vào tán cô. Bảo bố cháu vào đây. Xàm quá. Cảnh đẹp, nụ cười giống Khánh Vân vậy. Em cảm ơn anh Hoàn Hảo. Trời ơi, cứ khen em giống hoa hậu thế này. quá đẻ. Hà Nội mát 25 độ à, 40 độ à, 25 độ chắc là trong máy lạnh chứ gì. Trời đang nóng lắm nên cả nhà mình đang mong một cơn mưa đúng không? Nên em mới làm mưa đấy. Làm mưa cho mọi người thấy mát mẻ. 23 độ nè, thích quá dọ. Mẹ cháu bắt bố cháu đi. Tèo leo thì chứ. Mọi người muốn nghe bài gì? Ngoài ngoài có một người vẫn đợi. Từ từ để em coi nào. Em vào cho con bú đi em. Anh có ti cho vào bú đi. Vào cho bú đi. Đàn ông đàn bà gì cứ phân biệt như vậy. Con thì con chung mà lúc nào cũng bắt em cho bú. Sao anh không cho đi? Em làm trò vui nhỉ? Giờ không biết hát bài gì cho nó đúng không khí. Chọn đại đi ha. Chọn đại đi. Quá trời quá đất rồi nha. Bông mua tím hả? Bông mua tím ok. Dạ được. Phục vụ mấy anh chị bông mua tím nha. Xen kẽ đi mọi người. Nhạc hoa, nhạc miền Trung, miền Bắc, miền Nam. Xen kẽ ha mọi người.
Cảm ơn anh Quang Sơn, chào, cảm ơn anh Tùng, cảm ơn chị Hằng, cảm ơn Hanlo, cảm ơn Ngọc Huệ chị, cảm ơn anh Bom, cảm ơn mọi người đã tặng tặng bông, tặng heo cho em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Bông mùa tím 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 tím. Bâng khuâng đứng hàng bờ nhìn ra nơi bờ sông dân. Đêm lắng chìm sâu nhớ thương làm bạc mái đầu. Mọi người nhặt xu đi, anh hai thả rương ấy, thả rương ở trên góc trái màn hình mọi người. Cảm ơn nhà mình nha, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã nghe bài hát này, từ nghe bài hát này cùng với Phương nha. Sao cái Kiss Me nó không có hồn ta? Chị Hằng ơi, gửi cái trái tim đó nó không có dính vào mặt em. Hay chị Hằng gửi cái khác đi. Ví dụ như là con cá đi. Không bị hụt không? Dạ ok, uống nước nha. Cảm ơn anh đã nhắc em nha anh Phú. Em quên á. Thực ra là cái việc uống nước nó là quan trọng á mọi người, để cổ họng mình không có bị khô quá. Cảm ơn anh Bum, cảm ơn chị Mai Trương Tuyết, cảm ơn chị Hằng. Em hát bài hôn lễ anh xem hả? Oh, đám cưới anh gửi ta lên hát hò, còn em thì ngồi nước trong bồn xô. Ở đó đúng không? Thế mày đó mới á mọi người. Chia sẻ like cho em đi, em hát. Bài đó hay lắm á, đang hot đó mọi người. Anh Bum chơi máy ngủ hả? Ủa? Còn gì không? Bum hết sói rồi hả anh Bum? Đi ngủ. Mai anh đi làm không? Ừ, ai cũng đăng bài đó hết trơn á. Ai đang buồn vô xem bài này hết buồn luôn. Đúng đó, hát bài mới đó. Em hát được bài Em Xinh. Em xinh đẹp và lung linh, vô tư ngân nga xuống ca rơi anh bình minh. Có làm hả? Em xinh, không biết có thủ không? Em xinh đẹp và lung linh. Đám cưới anh gửi ta lên hát hò. Em hát bài nào? Bài cho tôi viết về mẹ hả? Chị chọn bài đi, chút xíu em hát tặng chị luôn. Chị chọn bài, một bài mà chị thích đi. Về mẹ thì em Phương cũng thuộc khá nhiều quá. Hôn lễ của anh. Rồi, tặng mọi người bài này nha. Trương Hiên nhẹ cầm điệp hồng trên tay. Mọi người bài hôn lễ của anh, một bài hát của ca sĩ Tuệ Ni, làm mưa làm bão ở trên TikTok mấy ngày nay luôn á mọi người. Trời, cảm ơn nhậu của dâu rước giùm của nợ. Mừng quá, núp trong xó Phương cười hí hí. Hôm nào hát thử xem. Cảm ơn Hoàng nha, giọng chị hay còn dễ thương. Cảm ơn em. Hôm nào cái gì đó. Xin chào anh Phan. Y vậy nha. Máy chế của em. Cảm ơn mấy chị, mấy anh, mọi người đã tặng bông, tặng tim. I love you. Cảm ơn mọi người. I love you sugar mom. Cảm ơn Bậu nha. Bài hát về mẹ, bài gì mọi người? Mẹ tôi Tùng Dương. Nhật ký của bà nội đi Phương. Ủa? Ủa, có bài đó luôn hả? Có bài nhật ký của bà nội luôn hả?
đây Hà Giang nâng hồn gọi mây, bức tranh đẹp ngỡ là tiền cánh. Họ đi phúc đến đi chị yêu, ôi sao con gái mà thích thích nghe bài đấy trời. Con gái mà thích nghe họ đi phúc đến. Cho tôi viết về mẹ. View lý tưởng ha. Mát anh ha. Mát. Ây da trời ơi, sao mà mát mẻ thế này cơ chứ. Bài mẹ tôi, mẹ tôi Tùng Dương hát sao mọi người. Mẹ tôi Tùng Dương có phải là mẹ ơi con đã xa rồi. Bà đó hơi căng á. Nội tôi hả? Nè ghẹo tôi hả? Nhật ký của mẹ. Má ơi Út về. Trời ơi bà đó ghê lắm, bà đó cao lắm, ai mà hát cho nổi. Nãy giờ Phương hát cũng nhiều rồi, nên bây giờ mình sẽ để hẹn anh bà đó bữa sau mình mới mình hát nha. Cho nó. Mẹ ơi con bé nợ rồi. Xu nha. Bà đó là mẹ khóc đó. Chị có lấy chồng em không? Em ơi. Nhỏ này sao á? Nhỏ này kỳ ghê. Cắm thiệp đầu xuân. Ủa bây giờ là mùa gì mà hát mùa xuân vậy? Mở. Mở em mở em bị delay dữ mở. Mẫu giáo. Cháu đi mẫu giáo. Minh Nhật Phạm cười nhỏ nhỏ thôi coi chừng gió nó bay. Dạ cổ em bị mập á mọi người. Cổ em bị mập với lại em cũng có bị có ý là cái tuyến giáp nó có cái cục nhưng mà nó không có bị gì hết trơn, em đi khám rồi. Em bị cổ to từ hồi nhỏ giờ vậy đó. Nhưng nó bị mập chứ không phải là bị gì đâu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sức khỏe. Đúng rồi, dư mỡ đó. Đúng rồi, đúng rồi. Tim em nhói đau phải cố mỉm cười. Xàm xàm xíu đi mọi người. Cũng giống chị. Ờ ok bé ba. Cười xỉu ngang. Bà mở bà bớt đi bà mở. Vợ ơi ngủ cho con mai đi học. Ok chồng ơi, chồng du con ngủ giùm em nha. Em hát xong em xuống em du con phụ chồng nha. À, xin ví duyên dáng cho hai gái nhà em. Ok nhả vía luôn. Nhưng mà có đánh đá nữa đó. Có hung dữ đánh đá nữa được không? Giống người yêu cũ hả? Trời ơi tiếc cho bạn quá. Đỡ ơi hát một bài về mẹ. Mà không biết hát mẹ gì. Hát bài gì đây mọi người ơi. Một bài về mẹ đi. Bài gì nhờ? Mẹ, mẹ, gánh mẹ hả? Đừng nói gánh mẹ nha. Gì ai đồ đẻ lúc nào bởi vậy. Dân chúng chơi ác dễ sợ luôn. Người ta chưa có chồng luôn á. Chưa có người yêu luôn á. Mà đồn người ta là hả? Sao không vô cho con ru con ngủ đi. Cho con búa đi. Bà chị yêu cầu em không thuộc á chị Yến. Trời ơi mẹ ơi con đã già rồi. Không có à, đạo làm con. Ok đạo làm con đi. Hát có cha có mẹ đi. Trời ơi hát cái gì mà có một mình mẹ vậy. Rồi ông ba ổng kiện rồi sao. Phải không? Hát có hai người đi. Cả ba cả mẹ vô. Nhớ nha. Đừng có làm vậy ông ba ổng buồn đó. À, ok. Cảm ơn Sky Blue. Cảm ơn Nam Rền. Cảm ơn DKNY. Cảm ơn chị Hằng của em. Cảm ơn gia đình Thu Phương. Cảm ơn người đã tặng bông cho em nha. Dạ vâng, anh Phát khỏe không? Khỏe không anh? Em cũng mê tâm. Dạ vâng ạ. Em chúc anh một ngày vui vẻ nha, anh Phát. Chúc mấy anh chị ở bên Mỹ à. Ủa? Hát xong rồi đói. Đói mà không ăn. Đi ngủ thì đói bụng nằm không ngủ được. Mà ăn vô thì nó mọc. Thấy đói đói rồi đó. Mua trên phố Huế hát rồi. Lau nước gì hả? Có nước gì thì lau nước đó. Nghe nói bắt đầu chế độ.
Em chỉ nói có một mình chị thôi, ai bảo chị nói lớn ở đây hả? À, ăn phở đi em, cảm ơn chị Hải Yến nha. Ôi da, mỏi lưng quá. Ai biểu gì nói lớn ở đây hả chị Thúy? Em bắn chị bây giờ. Cô luôn trên sofa. Chúc Phương Lai vui vẻ anh trở lại làm việc. Dạ anh Phát. Anh Phát làm việc vui nha. Anh Phát có muốn gửi em cái gì không? Nên anh Phát không có quà cho Phương hả? Trời ơi, hỏi thẳng mặt luôn nhỏ này. Nhỏ này thì chứ. Lỡ hẹn dòng lam đi, quay ra đấm lưng cho hả? Đấm giùm em, mỏi lưng quá. Dạo này TikTok có cái quà gì mới hả? Con sói gì hả mọi người? Cái con sói mới quá hả? Cái con đó bao nhiêu tiền vậy? Bao nhiêu xu? Trời. Dạo này TikTok có nhiều đồ mới. Ờ sói tuyết. Sói tuyết 12k hả? Wow, đẹp quá ha. Hồi nãy còn cái gì mới nữa không? Nhà mình à, đau lưng rồi. Mọi người muốn nghe bài gì? Chào mấy anh chị cô chú mới vào Simla 1006. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã follow em. Ngẫu hứng bolero. Đêm đông đi à, con đừng mưa đi. Lỡ hẹn với dòng lam. Ghê, bài đó cao lắm á. Em hát bài đàn bà cũ. Lỡ hẹn dòng lam cao lắm. Đôi mắt người xưa nghiêng vắng nối. Thích gì hát đó. Dạ vâng. Nhiều. Tắt đi để tôi đi ngủ. Không, phè hết trơn. Bởi vậy nên em ít hát giọng nhạc này lắm. Tại vì giọng Phương nó bị mỏng á, giọng pha nó mỏng. Tại vì thực sự là mỗi con người mình nó sẽ có một cái quãng giọng riêng. Hát bài này đuổi khách bớ rồi. Không có hợp với giọng dân ca đâu mọi người. Đứng ngoài mưa về bị cảm hả? Đồ thốt thì khoe đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bài này chưa hợp giọng lắm ha. Cảm ơn nhà mình đã khích lệ tinh thần cho Phương nha. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt bốn phương. Em biết bài chị, em lựa bài mà chị không hát. Mở em không ngủ đi à, mai có đi học không? Dạ đúng rồi, đã từng học thanh nhạc anh. Học thanh nhạc là bài gì cũng hát được sao? Nếu mà như vậy thì Phương không phải là người đó nha. Quen giấc rồi chị Thúy ơi. Bình thường ở nhà giờ này em hôm nay em ngủ mất đất rồi.
Bữa nay bắt đầu quen dốc rồi đó mọi người. Tháng tới 12 giờ ngủ ha. Hay là nghỉ đi. Nghỉ đi ha mọi người. Hẹn mọi người vào ngày mai nha. Mọi người ngày mai muốn thấy cảnh gì? Ok anh Thomas, hôm nay ngủ sớm đi cho anh Thomas. Chết thấy ngủ gục nãy giờ. Chị Hằng biết hết trơn nha. Biết hả? Người ta ngồi lặng lặng thôi. Em đố chị Hằng biết chị Thúy hôm nay ngáp mấy lần rồi đó. Em đố nha mình đó. Dạ. Nhưng mà em chỉ tiếc cái là 80 lần. Ok, giờ là ngủ sớm già. Mai nắng nha. Em gục vô mấy hai lần. Chị Nhi nãy giờ rớt điện thoại hai lần rồi đó. Rồi, mình hát một bài sở trường. Mười tép lần. Quá trời. Rồi, vậy giờ mình làm tiếp bài sở trường nữa, mình ngủ nha mọi người. Bài gì ta? Bài gì thiệt là xuất sắc nha. Không giờ rồi nha. Không giờ rồi nha mọi người. Bữa nay mưa, mai tiếp rồi đi em. Chú cha. Ok. Nãy theo dõi vì đa năng có nên rút lại? Dạ anh rút đi anh. Anh Cường ơi, anh nói khó nghe quá. Ta hát cho nghe mà cứ nói khó chịu quá. Anh rút lại cái follow đi anh nha. Ấm hủy follow em đi. Nói chuyện đàn ông mà nói chuyện rất khó nghe. Nói hoài luôn á. Người ta mới hát dở một bài là đã rút follow. Thoải mái. Ở đây em có cả 1000 mấy anh chị. Dạ em hát nãy giờ ích kỷ quá. Mới hát một bài dở cái là rồi hủy follow mọi người. Kỳ cục quá. Anh lên đây ngồi anh hát. Hoan hỷ đi em, chắc mới bị vợ chửi vì thức khuya. Không giờ rồi nha. Thôi nửa đêm rồi. Bực quá sao hát. Súng đâu? Súng. Không, giỡn thôi mọi người. Đừng công kích quá. Nói chung là nói vậy là ảnh chừa rồi đó. Ảnh không dám bấm hủy follow em đâu. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài hát cuối cùng để ru ngủ anh chị nha. Chào Mr. K nha. Chào, cảm ơn Sang này, cảm ơn Alberto, cảm ơn Thomas, cảm ơn Virus tìm vợ. Chờ người nơi ấy đi em. Ok thôi hát chờ người nơi ấy đi. Ổng yêu cầu quá trời yêu cầu rồi. Chờ người nơi ấy đi ha. Bài nào cũng được hết chứ. Bài nào cũng được. Ngồi lại nhấp trên xe. Ngồi lại cắn móng chân. Cắn xong rồi mình cắn móng tay. Đi ngủ mọi người. Tránh để cho năng lượng nó hết rồi bắt đầu ngồi đây bây giờ quạo quạo bị mất hình ảnh. Dạ. Người ai lỡ ai chọc cái gì xong bắt đầu quạo lên mất hình ảnh. Nãy giờ giữ hình tượng quá trời. Anh chị của chú yêu thương à. Cái giờ chửi. Cả nhà chúc em Phương ngủ ngon nha. Dạ em cảm ơn anh Thanh Trung. Rất là dễ thương và tử tế phải không cả nhà. Thật là tuyệt vời vì ngày hôm nay em Phương ngẫu hứng thôi. Em định là set up âm thanh thôi. Nhưng mà ngày hôm nay lên live với mọi người như thế này thì quá là ấm áp.
hy vọng rằng là trong tương lai mọi người sẽ ủng hộ em nhiều hơn nữa. Dạ, ngủ nha mọi người, ngủ sớm giữ sức khỏe, cô chú anh chị mình cũng ngủ sớm nha. Ngày mai mình sẽ đủ giấc để mình có đủ sức khỏe để mai mình còn làm việc nữa cả nhà. Em Phương xin mọi người một nút follow. Nếu mà anh chị cô chú nào mà vào live mà chưa có theo dõi em thì bấm cho em xin nút theo dõi đi, để ngày mai cùng đến giao lưu với Phương nữa nha. Dạ rồi, xin chào cả nhà. Ui, lần đầu tiên mà tới con cuối live rồi mà vẫn còn 1,600 người đó. VIP nha, VIP nha mọi người, tiếc ha, tiếc view quá. Tiếc view quá, không muốn đi ngủ nhưng mà phải đi ngủ thôi. Về mình lâu dài, nói chung là ngày nào mà Phương sắp xếp được live với mọi người nhiều hơn nữa, em sẽ live ban ngày nha. Bậu yêu, ngày mới vui vẻ nha. Anh Phú, ngày đi làm vui nha anh. Bye bậu, bye album, bye bye chị Thúy. Bye bye nhà mình, bye bye anh Kenny. 12 điểm danh ngày mới Phương ơi. Ngày nào cũng thức là khỏi đi làm. Dạ. Vậy ngày nào rảnh thì mọi người vào với Phương ha. Chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye chị Nhi, chị Nhi ngủ ngon. Bye bye chị Hằng của em. Bye bye Nismi. Bye anh Thomas, bye bầu yêu. Bye chị Thúy nha, bye anh Bum. Bye anh yêu nhà, bye bye chị Hải Yến. Hải Yến 1970 ngủ ngon nha chị yêu ơi. Anh ngủ ngon, bye bye Hà Khỉnh. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Alo, bye bye Abento, bye bye chị Thu. See you again. It's me. Meet you so much. Ok anh Bum. Dạ, bye bye mọi người, em không biết tắt sao đây nè. Ây da, đâu mà tắt chỗ nào ta. Chết cha. Tới sáng. Tới sáng. Phương không dính nghỉ luôn, rút dây điện. Hoàng. Từ từ, chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết thôi. Anh Hai đâu rồi ta? Anh Hai ngủ ngon nhá. Anh Hai ơi, em cảm ơn anh chị cô chú yêu thương. Khỏi tắt. Ôi trời ơi, chết cha rồi. Làm sao nhỉ em? Mãi chờ rút điện hả? Thì sao ta? Nếu thoát phiên live của bạn sẽ kết thúc. Ok, đây thấy rồi mọi người ơi. Bye bye cả nhà nha. I love you, Chukamon. Bye bye. Bye mọi người. Chưa ai muốn ngủ kìa, tiếc view quá à. Mai nha, mai like nhiều hơn nha. Tại vì hôm nay em hơi mệt á. Em chiều giờ set up á, set up mấy cái này nè. Đây mọi người, đang ngủ sớm bữa đi ha.